Hello cô Lệ, trời ơi vui quá, hồi nãy thấy một em chết mà bây giờ mình nhìn lại có một em sống đây, một em cá độc lạ và Tuyun chưa biết tên, về nhà nghiên cứu sau. Đây, nhìn thì rất là giống cá mà mấy con cá giống như bám vô vách tường ăn rong rêu á. Hai người, bởi vì bộ phận nó dẹp bên dưới, con này nó còn sống. Rồi đi nha con, mốt em đừng bắt mấy này nha, mấy này hiếm lắm. Đúng rồi á, nó hiếm nè, nhìn cái mỏ nó. Mỏ chu chu dễ thương không? Đó, bơi nè. Bơi Bơi đẹp dễ sợ. Vớt ra hết chưa? Vớt rồi hả? Mắt em có bị cận không? Em có bị cận không em? Còn chứ nè. Nè, để hơi hơi lên này nè. Đó, thấy không? Ở bên này nè, anh thấy nè. Ôi trời ơi, mấy con cá này vẫn còn nè. Đó. Đây. Đây, hai con cá nhỏ này vẫn còn sống nha. Con này nha. Mấy em có gì cần? Hèn chi tội nghiệp em tui quá. Mắt anh tới sáng hơn người bình thường 2 lần lận. 12 trên 12. Mắt người ta 10 trên 10, mắt anh 12 trên 12. Bác sĩ hú hồn luôn. Thánh copy bài. Oh yeah. Đâu rồi, để anh coi coi còn con gì nữa không. Anh tia nó giống như là chim bói cá vậy đó em. Con này còn sống nè. Hay quá. Thêm con này nữa, nó nhỏ nhỏ ha. Đây con này sắp xong rồi, hai con này còn đen, mặc dù nó há hốc mỏ nhưng mà anh cho nó đi luôn. Gì nè, anh bắt toàn sống không à, em nhìn không thấy luôn hả? Trời ơi. Rồi bây giờ anh là chim bói cá mà em. Đây, ở đây còn hai con nữa thôi à. Rồi thêm một con này nữa. Sắp hết rồi. Phần này còn một thằng. Rồi thằng này nữa. Rồi xuống đây còn thằng ở đây. Lia như máy lia vậy đó. Đó, còn đứa này, đó thấy không? Sống. Rồi, này. Này. Rồi, này gãy xương sống rồi. Rồi thằng này. Rồi hết rồi đó. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Em cũng rất là chịu khó. Nếu mà em chịu khó làm cái nghề nào tốt hơn thì tốt hơn á. Chứ anh thấy nghề đánh bắt này lời không bao nhiêu mà nghiệp sát sanh mình lớn quá. Con rái cá nó gặp em nó bỏ chạy. Tí tí. Tí tí. Tí tí. Tí tí. Tí tí. Tí tí. Dạ, đây là cá chết, con xin lấy về cho rái cá ăn. Mà rái cá không ăn, rái cá vô rừng thì thôi, luộc lên cho chó ăn. Con rái cá này nó cũng vòng vòng khu rừng này thôi. À, bye bye em.